Bắt đầu nhá. Một, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là gì? Kim loại, các em nhớ nhá, xem nhanh video livestream này về tường này, xong rồi tag hết tất cả vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên nhá. Câu số 1, kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Ui câu này mà toang nhiều đứa phết, nhiều đứa không biết câu này đáp án gì đâu ạ. Ui rồi ôi. Kết bạn với ba đứa đầu tiên comment đúng. Kết bạn. Ui cảm ơn Vân Anh nhá. Cảm ơn Vân Anh vì đã share video livestream của chúng mình. Hello chào Kim Đồng. Kim loại khối lượng riêng nhỏ nhất là a à, nitty. Ui ôi, baking soda này. Baking soda. Hàng hot đây, thuốc muối, bột nở hay là tên gọi còn dùng trong ngành thực phẩm của sodium bicarbonate, tiếng Việt là natri hydrocarbonate hay là natri bicarbonate. Natri hydrocarbonate thì là thằng nào? Đấy. Nào anh này là gì nào? Công thức khoa học của baking soda. Chúng ta bình thường chúng ta sẽ rất là gà, nhưng mà nếu chúng ta là natri hydrocarbonate ấy, thì chúng ta biết được ngay nó là gì. Comment đúng câu này chúng mình kết bạn luôn. 42 đáp án gì? 42 nhá, 42 đáp án gì? Vừa nãy chúng mình vừa nhìn thấy có bạn Nguyễn Quang Vinh này. Nguyễn Quang Vinh, cái này chỉ một thôi, chỉ một đứa comment. May mắn nhất chúng mình nhìn thấy share video livestream này về tường sẽ kết bạn. Vinh chưa share, rất tiếc. Chào tạm biệt Vinh. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn nha. Xem nào, còn đứa nào nữa nào? Còn đứa nào nào? À Đinh Phương Sinh đây rồi. Hello chào Đinh Phương Sinh. Đinh Phương Sinh cái tên nghe rất là quen, bạn này rất là chăm theo dõi video livestream chúng mình. Chưa share, rất tiếc. Chào tạm biệt Đinh Phương Sinh. Phải share cơ, share chúng mình mới kết bạn. Đây, Ánh Anna. Ui, tên cực kỳ tây luôn. Share video livestream lại về tường kết bạn ngay này. Share chưa? Share rồi, kết bạn Ánh Anna phát. Đấy, xác nhận. Ok. Mình bắt đầu nhá. Baking soda natri hydrocarbonate là NaHCO3, đúng không? Natri hydrocarbonate là NaHCO3. B bỏ. Nào, mình sang tiếp câu 43. Nhôm oxit 43. Nhôm oxit Al2O3 không phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? Các em lưu ý nhé, Al2O3 chúng ta là oxit lượng tính. Oxit lượng tính. Thế thì chúng ta cần lưu ý là oxit lượng tính thì nó có khả năng phản ứng được với cả axit và cả kiềm. Có nghĩa là nó có khả năng tác dụng được với cả H cộng và cả OH trừ. Được chưa? Thế thì vậy thì oxit lưỡng tính này nó ăn được với cả NaOH, ăn được với cả HNO3, đúng chưa? Ăn cả H2O4. Vậy thì không tác dụng, chú ý để bài hỏi chúng ta từ không thì nó không tác dụng với FeCl2. Đáp án đúng đáp án C các em nhá. Ok. Đấy, sang câu 43 nào. 43 chúng mình vừa nhìn thấy bạn Đinh Phương Sinh comment rồi. Bạn Nguyễn Hải Nam xem nào. Nguyễn Hải Nam share video livestream về tường chưa? Nếu share rồi là kết bạn cái. Nha. Share rồi. Ok, like cho Nguyễn Hải Nam cái, kết bạn cái. Nhớ đặt xem trước chúng mình Mê Linh nhá. Đấy, kết bạn Nguyễn Hải Nam chú ý tí nữa inbox cho chúng mình nhá để nhận được quà nhá. Đấy, câu 44 này. Chỉ ra thao tác sai khi sử dụng đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Chỉ ra thao tác sai khi sử dụng đèn cồn trong phòng thí nghiệm. Các em cần lưu ý này. Thao tác nào sai khi sử dụng đèn cồn trong phòng thí nghiệm nhé. Chúng ta lưu ý là đèn cồn chúng ta thì cồn nó rất là dễ cháy, mà cồn nó cháy bằng hơi. Thế thì nếu mà chúng ta mà thổi á, thổi thì nó vù lên ngay, nó vù lên ngay là nó rất là nguy hiểm, được chưa? Thế vì vậy nên là thao tác sai thì đầu tiên chắc chắn là tắt đèn cồn bằng cách dùng miệng thổi là không được, đúng chưa? Rót cồn vào đèn đến gần ngấn cổ để dừng lại, đúng. Châm lửa đèn cồn bằng giấy dài, đúng. Tắt đèn cồn bằng cách dùng nắp để lại, đúng. Vì vậy nên là tắt đèn cồn bằng miệng thổi là sai, được chưa? Vậy đáp án đúng. Đáp án sai, sorry, để thao tác sai chúng ta là đáp án à. Để xem đứa nào comment đúng nào. Xem đứa nào comment đúng đầu tiên cơ. Mờ. Các em thoát ra vào lại chứ thầy thì thầy không thấy mờ đâu. Thầy đang thấy cực kỳ nét. Văn Phú xem lại video livestream chứ, rất tiếc Văn Phú chưa xem. Rất tiếc cho Văn Phú. Phạm Thu Thảo comment rồi. Xem Phạm Thu Thảo xem lại về tường chưa? Phạm Thu Thảo mà xem lại về rồi. Phạm Thu Thảo đã xem lại về tường, đâu có mờ đâu em. Cả nhà thấy nét không? Nét thì chấm cái, kết bạn Phạm Thu Thảo cái. À và xinh thế. Câu 45 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? 45, phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp. Linh đề à? Linh đề thì inbox cho chúng mình thì mới có linh đề nhá. Hello chào độc hành. Inbox cho chúng mình thì mới có đề. Ok. Hello. Chào cả nhà. Hello chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Merlin. Nào mình có này. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Cả nhà cùng comment ra nào. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Các biểu nào sau đây là đúng nào? Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp, chúng ta lưu ý này, tơ tổng hợp nhá, mình có này, tơ là tơ, mình nhớ là cái thằng bán tổng hợp. Bán tổng hợp là thằng visco và thằng acetat. Nhớ nhá, visco và acetat. Thế thì vậy thì chắc chắn visco thuộc loại tơ tổng hợp là sai, đúng không? Sai. Visco là bán tổng hợp. Được chưa? Amylose cấu trúc mạch phân nhánh cũng sai, amylo cấu trúc phải là mạch không phân nhánh mới đúng. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo cũng toang nốt, tơ tằm phải là tơ thiên nhiên, đúng chưa? PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Chính xác, PVC là polyvinyl chlorua. Polyvinyl chlorua đây này, CHCl đây. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành CH2CHCl. Được chưa? N lần, được chưa? Đấy, vậy thì đây thực hiện phản ứng trùng hợp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nào 45 nào, bé nào comment đầu tiên. Mai Linh ơi, Mai Linh đề thì inbox cho chú Minh Berlin nhá. Xem nào. Oanh comment cái gì này? 45 chứ nhỉ? Chắc thể đoán đây là Oanh comment đầu tiên rồi. Oanh comment đầu tiên xem có xe về tường không. Nếu xe về tường kết bạn cái. Rất tiếc chưa xe. Buồn quá. Độc hành. Xe là về tường chưa? Chỉ một bạn thôi. Chỉ một bạn thôi. Rất tiếc cũng chưa xe. Chưa xe thì không có kết bạn đâu. Đinh Phương Sinh hình như vừa nãy vừa kết bạn rồi. Đinh Phương Sinh inbox cho chú Minh để nhận được quà nhá. Phương Anh thì xe rồi. Phương Anh inbox chú Minh để nhận được quà nhá. Được chưa? À, Quỳnh Nhi này, Quỳnh Nhi không quan tâm đúng hay sai. Không quan tâm đúng hay sai, chỉ cần quan tâm là dám comment đáp án thôi là chúng mình kết bạn ngay. Mèo mèo cũng chưa. Ôi, toàn đội này lười xe của chúng mình thế. Buồn quá đi. Quá buồn, bé nào xe rồi thì ngay tức xe đi. Hoan Lâm cũng vậy, nhỏ chán thế, nhỏ đi tìm từ nãy giờ chưa một đứa nào xe luôn nhá. Nhỏ Kim Đồng này, Kim Đồng xe đi để thầy kết bạn cái nào, đỡ phải đi tìm. Kim Đồng cũng chưa luôn. Uầy. Trương Quỳnh này, Trương Quỳnh xe video livestream chưa, xe rồi để chúng mình còn kết bạn cái nào. À đây có bạn Trương Quỳnh rồi. Quý thế Trương Quỳnh, ngay lập tức inbox chúng mình để nhận được quà nhá. Thích luôn. Đang chạy một chuỗi này mà không, mà bao nhiêu đứa mà không thèm comment thì có một đứa comment nên là nhận quà luôn, tặng quà luôn, tặng nhiều quà. Câu 46, nhiệt phân hoàn toàn m gam CaCO3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam CaCO3 thì thu được 2,24 lít CO2. Giá trị của m là bao nhiêu? Ui cái câu này dễ ọt đúng không? Mình có này, CaCO3 là canxi carbonate, nhiệt phân thì mình thu được CaO cộng với lại CO2 đúng không? Mình tìm được số mol của CO2 chúng ta bằng 0,1 thì ngay lập tức mình suy ngược lại được số mol của CaCO3 bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng của m bằng 0,1 nhân với 100 thì bằng 10 gram. Vậy khối lượng của CaCO3 là 10 b bỏ. Đấy, bao nhiêu đứa ở quê Bắc Ninh comment hết rồi. Chú mình phải cứu giúp hết đúng không? Mà mình sang tiếp này. Câu số 47, 46 đứa nào comment đầu tiên này. Phạm Chi này. Phạm Chi không biết là Phạm Chi đã xe lại về tường chưa. Nếu Phạm Chi xe về tường rồi là kết bạn ngay lập tức luôn. Chưa xe à? Thật là tiếc cho Phạm Chi. Kim Đồng. Kim Đồng không biết đã xe lại về tường chưa. Nếu Kim Đồng xe rất tiếc cho Kim Đồng. Phùng Trần. Cái gì? Phùng Trân Trân. Xe chưa nào? Xe chưa nào? Phùng Trân Trân chưa xe. Rất tiếc cho Phùng Trân Trân. Độc Hành. Độc Hành xe chưa? Rất tiếc cho Độc Hành. Chưa xe. Xe nào? Nguyễn Thanh Huyền xe chưa? Nguyễn Thanh Huyền xe rồi là kết bạn ngay này. Chưa xe. Rất tiếc cho Nguyễn Thanh Huyền. Quỳnh Nhi xe chưa? Quỳnh Nhi xe chưa nhỉ? Quỳnh Nhi này. Quỳnh Nhi này. Quỳnh Nhi xe rồi. Kết bạn với Quỳnh Nhi cái. Kết bạn với Quỳnh Nhi cái. Đấy, các cháu chú ý nhá. Xe video livestream lại về tường. Tag các bạn vào trong video livestream là chúng mình sẽ ngay lập tức. Đúng rồi, nãy giờ bây giờ mới thấy này. Đứa nào kêu nhỉ? Trúc Thanh. Hello, chào Trúc Thanh nhá. Hello, chào Trúc Thanh. Hello, chào cả nhà. Đây, ồ có bạn nào Bắc Ninh đây này. Đứa nào Bắc Ninh này? Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Lộc Bắc Ninh nhỉ? Bắc Ninh hôm nay ổn cho em, sống chứ. 47. Sắt bị oxy hóa đến số xóa dương 3 cái tác dụng với cái gì? Thì HCl này sắt lên sắt dương 2 thôi. Được chưa? Sắt mà tác dụng với lưu huỳnh thì tạo thành FeS là sắt dương 2. Sắt tác dụng với clo thì tạo thành FeCl3. Vậy cái này là đúng này. D này. Ok. Còn lại thằng COS4 thì lên sắt dương 2. Lên sắt dương 2 cộng với đồng. Được chưa? Vậy là đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. 47 này. 47 này. Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt này vừa comment này. Nhìn thấy bạn này quý quý. Nếu mà xe lại rồi là kết bạn. Rất tiếc chưa? Buồn thế. Xe nào? Còn đứa nào nhỉ? Trần Huyền này, Trần Huyền xe chưa này. Trần Huyền xe chưa này. Chưa xe, rất tiếc cho Trần Huyền. Đứa nào Bắc Ninh đây?
Trần Huyền Bắc Ninh, nhưng mà Trần Huyền chưa xe em ơi. Trần Huyền xe đi. Hello, chào cả nhà, chào Ngọc Khánh. Ngọc Khánh xe chưa nào? Ngọc Khánh xe rồi thì kết bạn cái. Cũng chưa xe, ẻo chán rồi. Không đi tìm nữa. Đội này lười xe lắm, lười xe không có quà đâu. Phải xe thì mới có quà. Xe thì ngay lập tức trong quá trình mà comment thì chú Minh sẽ ngay lập tức gửi quà cho các con. Câu 48, câu 48. Bây giờ thế này đi. Đứa nào comment nhanh nhất này. Đứa nào comment nhanh nhất câu 48 này. Cho cặp ô xóa khử được sắp xếp theo chiều tính tăng dần tính xóa của dạng ô xóa như sau. Cho các cặp ô xóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính ô xóa của dạng ô xóa như sau. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Ui dồi ôi, vậy mình cứ đọc thôi. Khi nào ba cần mua? Khi nào ba cần mua? Nhìn nào, có chạm nào? Sắt không, bạc không. Đây, mua đây. Vậy là ma gì? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, ma gì? Rất dễ dàng, đúng không? Câu 49. Đây vẫn là đang ở những cái câu mức độ nhận biết thôi. Đây vẫn đang ở những câu mức độ nhận biết thôi các em ạ. Câu 49. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín. Từ chốt đây này. Quả nho chín, em chú ý nhé. Quả nho chín vậy thì là cái đường gì mà có nhiều trong quả nho chín đấy nhỉ? À, nó chỉ có thể là đường glucose. Được chưa? Fructose là trong mật ong, xác là trong mía, vậy chỉ có thể là glucose có nhiều trong quả nho chín. Và khử chất X bằng hydro, mình có C6H12O6 mà cộng với hydro thì tạo thành sorbitol C6H14O6. Đúng chưa? Sorbitol, vậy thì đáp án đúng chúng ta là glucose và Y chúng ta là sorbitol. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Những bạn nào mà theo dõi chúng mình liên tục từ trước đến nay thì biết rằng là câu này có ở bên trong quyển sách hữu cơ vô cùng quý giá của chúng mình đi. Đúng không? Đấy, trúng đủ đề ngay, nếu mà Bắc Ninh mà có cái quyển đấy rồi thì mình trúng tủ luôn. Câu 50. Kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với nước ở ngay nhiệt độ thường? Mạnh với nước ở ngay nhiệt độ thường. Thế thì những thằng nào mà tác dụng mạnh với nước ở ngay nhiệt độ thường nhỉ? Can khi nào ba cần, bốn thằng này. Khi nào ba cần, bạc không tác dụng với nước, đồng không tác dụng với nước, sắt không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy chỉ có thể là anh kali 50A. Nào đứa nào comment 50 đầu tiên à? Nhìn thấy có anh Tuyết comment 50 đầu tiên này, chộp cái. Comment mạnh mẽ và chộp cái. Chú cứ nhìn thấy đứa nào xinh xinh xong rồi đáng yêu trong comment đầu tiên là chú mình kết bạn. Chưa xe à? Rất tiếc cho anh Tuyết. Một bạn nữ cực xinh. Xe nào, có bạn nào nào? Phương Anh comment thứ nhì, Phương Anh mà xe lại rồi là kết bạn ngay. Có quà luôn, Phương Anh ơi, có quà nha. Inbox cho chú mình nhận quà nha, siêu to khổng lồ nha. Casio Peptide luôn. Nào tiếp tục này, sang câu tiếp. Sang câu tiếp, sang câu 51. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Ui câu này dễ lắm, không có quà đâu. Câu này dễ không có quà nhá. Disaccharide, disaccharide là thằng nào? Fructose là monosaccharide, glucose là monosaccharide, tinh bột là polysaccharide. Vậy disaccharide là saccharose. C. Được chưa? Sang 52 này. Câu nào khó khó mới cho quà. Nó phải game phải khó lên, những game cứ dễ thế này thì làm gì có quà. Xem nào, phản ứng hóa học nào sau đây là sai? Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? Các em chỉ cần share lại video livestream về tường xong rồi là inbox cho chị Thanh Diệu thì ngay lập tức các em sẽ nhận được món quà đặc biệt chúng mình ngày hôm nay nhá. À, đấy là nhón quà Casio gửi peptide. Casio cân peptide. À, phản ứng hóa học nào sau đây là sai? Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? Mình có này, natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng với hydro, cái phản ứng này hoàn toàn chính xác, đúng không? À, tiếp tục này, đồng có đẩy được sắt không các em? Đồng có đẩy được sắt không? Đây, khi Fe2 cộng trên Fe, đúng không? Xong rồi đồng 2 cộng trên đồng. Thế thì chỉ có sắt đẩy đồng thôi ạ, theo quy tắc alpha. Chứ đồng không bao giờ đẩy được phát sắt, đúng không? Vậy là sai là gì? C. Đồng không đẩy được sắt. Còn kẽm đẩy được sắt là điều dĩ nhiên. Hydro tác dụng với CuO là điều dĩ nhiên. Được chưa? Câu này cũng là cần mắt tinh. Vì vậy nên là đứa nào comment đầu tiên câu 52 thì là kết bạn luôn này. 52 Nguyễn Văn Lộc. Nguyễn Văn Lộc là comment đầu tiên. Nguyễn Văn Lộc xe chưa? Nguyễn Văn Lộc xe rồi, kết bạn phát. Ok. Đấy, cứ phải xe video livestream là về tường thì chúng mình kết bạn ngay. Được chưa? Nhanh tay xe video livestream về tường nhá. Tiếp tục này, sang câu tiếp theo, câu 53. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Chúng mình vừa mới nói xong. Chúng mình vừa mới dạy ở bên trên xong. Hello chào Trúc Thanh. Hello chào Trúc Thanh, học sinh học sinh cực kỳ cưng của chúng mình đấy. À, tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ tổng hợp thì mình lại còn có cả bán tổng hợp, đúng không? Thế thì tổng hợp nó là gì? Mình có là tơ tằm là tơ thiên nhiên. Đúng chưa? Tơ visco là tơ bán tổng hợp. Được chưa? Cellulose acetate cũng là bán tổng hợp hay là còn gọi là nhân tạo. Được chưa? Bây giờ tơ tổng hợp là cáp rông hay còn được loại gọi này, cáp rông còn có nhiều cái tên lắm. Ni lông 6. Được chưa? Chính là cáp rông. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Được chưa? Đúng rồi, 52IC, CU cộng FE, CL, phản ứng sai mà em. Ok.
Nào tiếp tục câu 54 nào. Câu 54. Các thanh niên Bắc Ninh nhanh tay share vào trong nhóm lớp nhá để cho các bạn cùng xem chú Binh chữa nhá. Các thanh niên Bắc Ninh ạ, à, các thanh niên Bắc Ninh đâu rồi? Điểm danh cái nào? Bắc Ninh điểm danh cái. Share vào trong nhóm lớp. Tag các bạn ở trong lớp vào đây xem chú Binh giải nhá. 53. Tơ tổng hợp mà cáp rồng. Ui dồi câu 33 này nhiều đứa chết lắm. Nhiều đứa chết lắm. 53 cáp rồng ý A. Đứa nào comment đúng đầu tiên? Phan Công Tiến. Xem Phan Công Tiến xe chưa nào. Xe rồi là kết bạn cái luôn. À kết bạn rồi. Chưa xe thì không có quà. Tiếc thế. Trần Huyền đúng rồi. 53A. Trần Huyền đâu rồi? Trần Huyền chạy đâu mất rồi? Trần Huyền. Trần Huyền. Đây không phải Trần Huyền. Huynh Nguyễn Duy. Huynh Nguyễn Duy xe là về tường rồi là kết bạn cái luôn. Chưa xe. Huynh Nguyễn Duy chưa xe. Cu Bin xe về tường rồi là kết bạn cái luôn. Cu Bin. Cu Bin fan cứng của chúng mình luôn. Quý thế nhỉ. Chưa xe. Các em ơi, các em nhớ này, phải xe video livestream lại về tường nhá. Xong rồi là inbox xe video livestream lại về tường, xe thật nhanh lên, xong rồi là chúng mình nhìn thấy là chúng mình sẽ kết bạn ngay. Được chưa? Hello, chào Thành Nam. Chúng mình chỉ quý những đứa nào mà xe video livestream của chúng mình lại về tường thôi. Ôi Trần Khánh Chi không không tải được bình luận luôn này. Không tải được, thông cảm nhá Trần Khánh Chi. Nguyễn Văn Lộc thôi. Ứ tặng quà đứa nào nữa. Lại tiếp. Điều chế kim loại bằng cách dùng chất khử để khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao là phương pháp gì? Chú ý này. Điều chế kim loại bằng cách dùng các chất khử C này, CO, hydro, dĩ nhiên bọn này phải dùng nhiệt độ rồi. Phải sử dụng nhiệt độ thì nó phải là gì để khử oxit ion kim loại trong trường hợp nhiệt độ cao, nhiệt nhôm là sử dụng nhôm. Đúng không? Thủy luyện là trong dung dịch. Điện phân là phải có điện. Vậy nhiệt luyện là có nhiệt đây và bọn này, vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok. Câu 55 này. 55. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 55 này. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 55 nhá. Bây giờ đứa nào comment đáp án câu 55 đầu tiên là chúng mình kết bạn ngay lập tức này. Nào, 55, cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Cùng tồn tại có nghĩa không phản ứng với nhau đấy ạ. Đây nha, mình có NH43 lần PO4 cộng AgNO3, đây là của kiến thức lớp 11. Đứa nào học chúng mình ngay từ lớp 11 hoặc mua sách lớp 11 thì ngay lập tức mình biết được ngay. Nó tạo thành AG3PO4. Kết tủa này chúng mình nói thêm là kết tủa màu vàng. Nhá. Được chưa? Tiếp tục này. Vậy là nó không cùng tồn tại với tạo nên kết tủa. Bỏ. Bỏ cháu này. Được chưa? Tiếp tục chúng ta nhìn HCO3 và H2S4. Thì mình có là HCO3 cộng H cộng. HCO3 mà ăn nhau với H cộng ấy. HCO3 trừ ăn nhau H cộng để tạo thành CO2 cộng H2O. Mà là cũng không, vậy là không cùng tồn tại. Nó phản ứng là không cùng tồn tại rồi. Được chưa? Tiếp tục này. AlNO3 3 lần và NaOH thì nó cộng với nhau để tạo thành gì? Để tạo thành AlOH 3 lần. Vậy là nó có kết tủa rồi, vậy là không cùng tồn tại. Vậy là chỉ có CONO3 2 lần và HCl, hai thằng này không phản ứng với nhau. Hay thầy nói vẫn chúng mình vẫn nói là không đớp nhau. Vậy thì cùng tồn tại trong một dung dịch là C. CONO3 2 lần và HCl. Nhớ nhá, đáp án đúng đáp án C. Xem nào chó nào comment đáp án đúng câu 55 này. Quý phát gửi quý phát kết bạn luôn. 55 55 chưa thấy gì luôn. Ui 55 chưa thấy đứa nào. Đây Hiệp Đinh. Hello chào Hiệp Đinh. Hiệp Đinh xe lại về tường làm kết bạn của Hiệp Đinh là còn chỉ gì? Ôi không có rồi, may thế không, mình lại phải đi theo dõi Hiệp Đinh nữa. Tự nhiên lại 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 sở hữu được chú Minh, lại được đi làm. Ui Ngọc Mỹ cũng chưa xe mà Ngọc Mỹ cũng không kết bạn được luôn này. Mèo 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 xe lại về tường chưa. Các em chú ý nhá, các em thực hiện đầy đủ inbox cho chị Dịu thì chị Dịu còn phải thực hiện rất nhiều thứ nữa. Nào đấy, mèo 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 inbox cho chú Minh nhá, để chú Minh kết bạn nhá. À để nhầm, sorry, để chú Minh tặng quà. Đấy, có bạn Kina Mirami thì làm hết nhưng mà chưa được là bởi vì là chị Dịu chị đang mải đi comment, à chị Dịu đang mải đi 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 gọi là trả lời inbox của các bạn nên là chị Dịu chưa kịp gửi qua cho em yên tâm từ giờ đến tối sẽ có quà. Câu 56 nhá. Những bạn nào mà làm rồi mà chưa được thì ngay lập tức, ui dồi ôi, Nghĩa Thắng sao lại bảo bạn nữ sinh gái là ăn xít thế kia, sau này nó không cưới thì sao? Đấy, bây giờ con gái nó đắt giá lắm. Chất X ở nhiệt độ ở điều kiện thường là chất khí không màu, không mùi, tan nước ít trong nước, chiếm thể tích của không khí. Ủa? Không màu, không mùi. Tan nước ít trong nước nhưng mà lại chiếm 78,18% thể tích không khí. Ui đố biết là cái thằng nào đấy. Ui mịch mịch và thầy đọc nhầm mình chịch chịch. Chết. Nó là gì? Oxy đúng không? 56 ý gì? Câu 57. 57. Trong các ion đang bảo là sao tự nhiên có đứa nào nick Facebook hay thế? 56 là 56 hay lắm. Kết bạn nó bạn mịch mịch vừa nãy nhìn nhầm cái. Khổ thân bạn ấy. Xe về tường chưa? Xe về tường là kết bạn luôn này. Xe về tường. Ồ chưa xe. Chán thế. Quá buồn cho một chuyện tình. Đặng Huy xem nào. Xe chưa? À xe rồi, kết bạn Đặng Huy phát.
kết bạn Đặng Huy Phát. Đấy, phải share về tường chúng mình mới kết bạn nhá. Phải share về tường. Không share là không có bạn bè gì hết nha. Nào tiếp. Sang câu tiếp theo, câu số 57. Trong các ion sau đây, ion nào có tính ô xóa mạnh nhất? Trong các ion sau đây, ion nào có tính ô xóa mạnh nhất? À, câu này cực kỳ hay luôn. Ui, trong đề này có mấy câu mà tí chúng mình sử dụng skin giải cực kỳ nhanh không? Mà chắc chắn giải được luôn skin của chúng mình Merlin luôn. Đấy, tí nữa có mấy câu cực khó nhìn tưởng không giải được nhưng với skin chúng mình lại giải được. Thế mới gọi là specy, gọi là gì? Đặc biệt like. Tính ô xóa mạnh nhất. Thế lúc nãy chúng ta có rồi nhỉ? À, khi nào ba cần mua áo giáp sắt 56 B. À đúng. Thôi chết, đúng rồi. Sorry, mắt lé. Mắt lé, chúng mình có bộ phim mắt lé Niter. Lỗi. Thank you Nguyễn Văn Lộc. Thank you Nguyễn Văn Lộc nha. Đúng rồi, thank you độc hành chúng mình mắt lé đấy. Niter. Sorry, diễn viên chính trong bộ phim mắt lé, chúng mình Berlin. Trong khi ông sau đây, yêu nào có tính xóa mạnh nhất? Trong các thank you Nghĩa Thắng. Trong các yêu sau đây, yêu nào có tính xóa mạnh nhất? Đạt cộng đúng không? Đáp án đúng đáp án. C A G. Thank you. Người ta thử đấy. Câu 58, chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Thực ra là mấy ông giáo viên kiểu giải sai ấy, thì thường hay bảo là người ta thử. Nhưng chú Minh này là chú Minh mắt lé, chú Minh bảo thẳng luôn. Chú Minh mắt lé, thank you các con đã chỉ ra cái lỗi sai mắt lé của chú Minh. Mắt lé là chuyện bình thường. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Thế chú Minh mới nhờ các con comment đáp án cho chú Minh chứ. Amin bậc 1 thì là amin có dạng là gì? NH2. RNH2. Cứ nhìn đến NH2 thì chắc chắn nó là amin bậc 1. Uầy, game này dễ thế nhỉ. Đúng rồi, cảm ơn Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt nha. Đây, Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt nhìn ra phát kết bạn luôn. Cảm ơn những người luôn luôn theo dõi và luôn luôn chú ý chú Bình. Xe video live stream về tường rồi. Kết bạn cái, cảm ơn em. Đấy. Cứ nỗ lực theo dõi chú Bình là có quà hết. Vậy đây mình có này, đây là Amin bậc 3. Đây Amin bậc 2. Đây Amin bậc 2, vậy Amin bậc 1 là CS3 NH2. Câu 59. Etinacetat có công thức là gì? Etinacetat có công thức là Etinacetat CH3COOC2H5. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Đấy gì? D. Quá dễ. Game dễ. Câu 60. Phát biểu nào sau đây là sai? 60. Phát biểu nào sau đây là sai? Đề cực hot luôn. Đề của Bắc Ninh. Bắc Ninh là quê hương quan họ luôn. Ôi mấy bạn nữ Bắc Ninh xinh gái cực. Nghèo da trắng. Xong kiểu béo béo. Xong kiểu đáng yêu nữa. Xong rồi bạn nam nào mà lấy được vợ Bắc Ninh thì khéo về nhà được nghe hát quan họ cả ngày. Anh ơi tiền đâu? Anh ơi tiền lương đâu? Người yêu ơi, không được đi chơi xa nhé. Phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch glycine không làm đổi màu phenol phthalein. Đây glycine đây, H2N, CH2, COH. Hello chào Nguyễn Đức Chiến. Được chưa? Mình có một nhóm CH, một nhóm NH2. Vậy là không làm đổi màu phenol phthalein. Đúng. Đúng như đây đề bài hỏi sai cơ. Bỏ. Anilin tác dụng với nước brom tạo nên kết tủa màu vàng. Sai. Tạo nên kết tủa màu trắng. Vậy là phát biểu sai là gì? Anilin tác dụng với brom tạo kết tủa màu vàng. Đúng chưa? Lại sai mà lại đúng, đúng mà lại sai. Acid glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng. Chúng ta lưu ý này, đây công thức của acid glutamic này. 1 2 3 4. À sorry, nhầm. Đây là COOH mới đúng. 1 2 3 4. Đúng không? 5 OOH đây. NH2, đây là acid glutamic đây, hai nhóm. Được chưa? Đấy, chú ý nha. Amino acid hợp chất hữu cơ tạp chất đúng. 61, chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Sai mà. Glycine không đổi màu quỳ tím là đúng. À không, làm đổi màu phenol và phthalein là đúng. Anilin tác dụng brom màu vàng B mới sai chứ các cháu. Mắt lé rồi, lại mắt lé trong chúng mình. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 61 nào. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Uầy, câu này hay. Từ từ đã, bây giờ đi kết bạn với mấy đứa mà nó comment từ nãy giờ không, nó bảo là ông này ông tham lam đấy, ông mãi ông không tặng quà. 60IB Oanh Lê comment đúng này, fan cứng này. Fan cứng comment đúng. Chưa xe. Quá buồn cho anh Lê. Trần Khánh Chi này, xe chưa? Xe rồi là kết bạn ngay. Chưa xe tiếp thế, con sói rất đẹp nhưng mà lại không có mặt chúng mình đấy. Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt và kết bạn rồi. Đinh Phương Sinh, xe chưa? Xe rồi, kết bạn cái luôn này. Chưa xe, eo toàn xe hơi hot girl thế mà chẳng xe chúng mình gì cả. Chúng mình còn xinh hơn cả hot girl. À, Trúc Thanh xe chưa? Trúc Thanh xe rồi kết bạn cái nhỉ? Trúc Thanh. Trúc Thành chưa xe, chưa có kết bạn nhà. Phan Công Tiến xe chưa. Đó, thêm đứa này nữa mà chưa xe thôi. Chưa xe in. Rồi, tiếp. Lưỡng tính. Mình có 5 thằng lưỡng tính. ALH 3 lần, ZNH 2 lần,
CrOH 3 lần, SNOH 2 lần và PbOH 2 lần. Đáp án đúng mình ra bàn C. Ok. Tiếp tục nhá. 62. Ui đứa nào comment đến 70 rồi đấy. Từ từ. Cho 54g glucose. Bây giờ mình mới thang 62 này. Nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường nhá, xong rồi tag các bạn vào trong video livestream nhá. Nào, câu 62 cho 54g glucose. Glucose C6H12O6. Mình tìm được số mol của nó luôn này. 54 chia 180 bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Hiệu suất là 75%. 0,75. Thì thu được mg C2H5OH. C2H5OH vậy thu được 2. Vậy mình có này. Anh này là 0,3. Chào Quân, Quân ơi, Quân xem nhóm live VIP giúp thầy nhá. Xong tổ chức xem chung trong nhóm live VIP giúp thầy nhá Quân nhá. 0,3 nhân 2 bằng 0,6. Thuận nhân với 0,75. 0,6 nhân 0,75 bằng bao nhiêu nhỉ? 0,6 nhân với 0,75 thì bằng 0,45. 0,45. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn. Và mình lấy 0,45 mà nhân với 46 thì bằng 20,7. 20,7 với đáp án đúng của mình là đáp án D nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Dễ, game này quá dễ. Không có kết bạn là mình đưa giải đúng câu này đâu. 63 này này. Giờ kết bạn với những đứa nào giải đúng câu 63 này. Hello chào Trần Huyền. Hello chào Nghĩa Thắng, hello chào Độc Hành. Hello chào tất cả các bạn và các em, tất cả các bạn và các em đang theo dõi video livestream của chú Minh Linh. Và quảng cáo một chút là bây giờ hiện tại tất cả các cuốn sách của chú Minh Linh gồm có này, hóa hữu cơ 11, hữu cơ 11 này, hữu cơ 12 này, hữu cơ 12 này, vô cơ 12 này, luyện đề 7 cộng này, luyện đề 7 cộng này. Bốn quyển này là chỉ còn có 95k. Với những bạn nào share cộng inbox cho chị Dịu, inbox cho chị Dịu là chỉ còn 95k. Còn riêng cho bạn nào mà share xong rồi cộng với lại tag 3 bạn thì quyển cực kỳ hot là 2000 câu lý thuyết, câu trắc nghiệm lý thuyết chỉ còn 75k. Đấy, riêng đặc biệt cho những bạn nào share xong tag 3 bạn vào trong video livestream buổi tối ngày hôm nay thì quyển trắc nghiệm 2000 câu lý thuyết chỉ còn 75k. Hay sai? Trắc nghiệm 2000 câu lý thuyết hay sai? Ok. Đấy, thôi hết quảng cáo rồi. Giờ mình vào học tiếp. Cho m gam phản ứng hết với dung dịch KOH thu dung dịch chứa 33,95 muối, giá trị của m. Thế mình có này. Viết phương trình dễ nhất, H2N CH2 COOH cộng với lại KOH thì tạo thành H2N CH2 COOK. Đề bài cho khối lượng thằng này bằng 33,9. Đúng không? Đề bài cho khối lượng thằng này bằng 33,9. Vậy mình có này, 33,9 chia cho m ngoặc đơn. Anh này là 16 cộng với 14 cộng với 44 cộng 39 bằng 0,3 mol, nhìn chưa? 0,3 mol. 0,3 mol. Vậy ngay lập tức mình suy ngược lại, mình sẽ tìm được số mol thằng này cũng bằng 0,3. Mà anh này là glycine thì 0,3 nhân 75 nhân 75 bằng 2,5 gram. 2,5 gram. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. 2,5 nhá. Đáp án đúng đáp án D. Ok, sang câu 64 này. Sang câu 64. ST nào sau đây tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng thu được, thu được alkolytic. Chú Minh vừa nhìn thấy là có cháu bảo là có hai đáp án đúng luôn. Mắt lé rồi. Đừng có để bị mắt lé như vậy nhá. Đừng có bao giờ để mắt lé. Chính vì vậy nên là câu này chúng mình sẽ kết bạn với 5 đứa comment đáp án đúng và share video livestream về tường. Nào, đun nóng thu được ancol methylic. Thằng này đun nóng thu được ancol methylic. Thằng này thu được ancol propionic. Thằng này thu được ancol methylic. Chứ thằng này là thu được gì đây? Đây cơ mà. Thằng này thu được CH3OH này. Đừng có mắt lé nhá. Đứa nào mắt lé đấy. Một lần sai, một lần nhớ nhá. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Rất nhiều đứa bị nhầm. Đây là OOC chứ không phải là COO. À, câu 64. 64 đáp án B. Đứa nào comment đáp án B, 64B, 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 64C tèo rồi. 64B toàn bọn mắt lẻ, ánh tuyết BC thế mới nhỏ. Nguyễn Thùy Trang xe về tường chưa em chưa xe, chào tạm biệt Nguyễn Thùy Trang. À, Nguyễn Nhung C đáp án viết lộn, không phải đáp án viết lộn đâu. Đinh Phương Sinh 64B. Đinh Phương Sinh xe rồi, kết bạn Đinh Phương Sinh luôn nha. Ok, tiếp tục xem nào. Còn bạn nào nữa? Nguyễn Văn Huy tèo, tỷ tỷ xe chưa xe rồi, tỷ xe chưa xe, rất tiếc chưa xe, buồn quá đi. Thôi chúng ta chiến tiếp.
Sang câu 65. U rồi ôi, đếm nhận định xem nào. 65. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Ui, chỗ này đếm nhận định phê tít to lò luôn. Dầu chuối là chất tạo hương liệu. Ui, bao nhiêu đứa dám làm câu này? Dầu chuối chất tạo hương liệu mùi chuối chín chứa isoamin acetat. Isoamin acetat đúng. Saccharose được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm đúng. Thuốc quả núi, thuốc tẩy run nè, các em nhớ thuốc quả núi, thuốc tẩy run nè, bao nhiêu đứa tẩy run được là nhớ đúng không? Tinh bột thầy nhớ ngày xưa là khi mà uống thuốc kháng sinh bố mẹ thầy toàn kiểu chạy vòng quanh xong rồi kiểu hòa kháng sinh vào trong đường đút cho thầy uống, eo nó vừa đắng nó vừa ngọt ấy, uống phê cực. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, chính xác. Dùng giấm ăn hoặc chanh khử được mùi cá do amin gây ra, đúng. Giấm ăn hoặc chanh thì đều là CH3COOH, amin thì có dạng là RNH2, thế hai thằng này đớp nhau nên là khử được, được chưa? Có thể dùng nhiệt để hàn và uốn ống nhựa PVC, đúng. Chất nhiệt dẻo uốn được. Vậy mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 5 nhận định đúng. Dễ, yêu Tuyên Dương đứa nào comment đúng câu này luôn nhá. Eo Trần Khánh Chi này, Trần Khánh Chi comment đúng từ nãy đến giờ này, nhưng mà chưa xe em, buồn đấy. Trần Khánh Chi lười xe vậy. Hoàng Gia Hân này, Hoàng Gia Hân này, Hoàng Gia Hân xe rồi. Ôi mày còn Ava cực kỳ xinh gái luôn. Kết bạn cái, ok. Nào, sang câu 66. Ui câu 66 này cực hay này. Câu 66 này cực hay luôn, tí có chiêu cực kỳ kinh. Tí có một cái skin của câu 66 này, tí quay lại nhá. 67. Tí quay lại giải 66 sao? Sang 67, cho 1,5 gam hỗn hợp gồm nhôm và magie. Nhôm và magie này, nhôm này, magie này, 1,5 này, phản ứng hết với HCl này thì thu được khí hydro này, 1,68 chia 2,4, 1,68 chia 2,4 bằng 0,075 mol. 0,075 mol. Vậy mình đặt số mol nhôm là A, số mol magie là B, được chưa? Thì mình có này, hệ phương trình này là 27A cộng với 24B thì bằng 1,5 nhá. Được chưa? Phương trình thứ hai, phương trình bảo toàn E này, nhôm từ nhôm 0 chắc chắn lên nhôm dương 3 đúng không? Vậy là 0 trừ đi 3 là 3. Magie từ magie dương 0 chắc chắn lên magie dương 2. Vậy là cộng với lại 2B thì bằng hydro dương 1 với hydro 0, dương 1 trừ 0 bằng 1, nhân 2 bằng 2. 2 nhân 0,075. Vậy đến đây chúng ta bấm máy tính giải hệ là chúng ta sẽ tìm. Ui, đề này có mấy câu khó hay cực kỳ luôn. Bao nhiêu đứa quyết chí giải cùng chúng mình đến full 40 câu đề này chấm cái xem nào. 1,5 3 2 2 nhân 0,075 bằng một thằng là bằng 1/30, A bằng 1/30. 1/30. B bằng 0,025. 0,025. Đề bài hỏi khối lượng của magie. Đề bài hỏi khối lượng của magie nhá. 0,025 nhân 24. 0,025 nhân 24 thì bằng 0,6 gam. Đáp án đúng đáp án C. Ui câu 68 này cũng hay luôn. 68 cực phê. Tí nó quay xuống giải lại sau. 68 này, tí quay xuống tao giải lại sau câu 68 nha. Mình tiếp tục nha. Câu 69, nếu đứa nào mà quen thuộc thì câu 69 chúng mình mới chữa trong buổi live gần đây của chúng mình xong. Trong cái bộ đề, bộ sách đề, đứa nào mà ở Bắc Ninh mà có quyển bộ sách đề chúng mình thì là ngon rồi, câu 69 chúng tủ luôn. Chúng mình vẫn nhớ là nó bằng 9,85 nhưng mà tí nữa chúng mình sẽ quay trở lại giải lại cho các cháu nhá. Câu 70 này. 70, cho phương trình hóa học của phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng? Cho phương trình hóa học của phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng? Chúng ta lưu ý này, khử mạnh cộng với oxy hóa mạnh để tạo thành khử yếu cộng với oxy hóa yếu. Được chưa? Vậy mình có này, ở đây đồng 2 cộng có tính oxy hóa mạnh hơn bạc cộng là sai. Đây là bài phát biểu đúng. Được chưa? Kim loại bạc khử được đồng 2 cộng, đây bạc có khử được đồng 2 cộng đâu? Không, đúng không? Vậy bỏ B tiếp, B sai. Cái câu này nhiều đứa chết này. Bạc có tính khử mạnh hơn đồng, bạc chẳng bao giờ khử mạnh hơn đồng à? Bạc là phải khử yếu hơn đồng. Sai tiếp. Ion bạc cộng có tính oxy hóa mạnh hơn đồng này, oxy hóa mạnh. Đúng chưa? Để tạo thành oxy hóa yếu đây, bạc cộng này, đồng 2 cộng, vậy bạc cộng chắc chắn là mạnh hơn đồng 2 cộng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án gì? Ok, chào Đinh Phương Sinh, chào Ánh Tuyết. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Merlin. Đấy, cả nhà đang học cái buổi livestream cực kỳ kinh khủng, cực kỳ chất của chú Minh Merlin. Đấy, các cháu nhanh tay share lại video livestream về tường, tag tất cả các bạn vào trong video livestream, bởi vì ở đây hôm nay chú Minh sẽ phô chúng ta rất rất nhiều skin tuyệt kỹ. Đấy. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1%.
và ống nghiệm lắc nhẹ, sau đó nhỏ từ từ dung dịch NH3 nhé, đây thiếu này, 2M, cho đến khi kết tụa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3 đến 5 giọt dung dịch X đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 đến 70 độ C trong vài phút, thêm vài ống nghiệm tráng bạc. Điều này chứng tỏ thằng X có khả năng tráng bạc. Acid acetic là không có tráng bạc. Các em lưu ý này, điều kiện để tráng bạc. Điều kiện để tráng bạc là phải có đầy đủ các điều kiện sau này, hoặc là HCOOR phẩy này, hoặc là có nhóm chó. Đúng chưa? Thế thằng acid acetic là CH3COOH, không có dạng HCO, không có chó, bỏ. Glucose có chó, trắng bạc thoải mái. Từ từ xem nào. Nhỏ từ từ này, hòa tan hết này, nhỏ đến 3 đến 5 dung dịch X đun nóng nhẹ hỗn hợp ở 60 đến 70. Đây. X không thể là, chúng mình bắt lẽ không thể là. Không thể thì là, chứ còn glucose tráng được bạc này, anhydrit acetic tráng được bạc, CH3CHO tráng được bạc, fructose cũng tráng được bạc. Đúng chưa? Vì vậy nên là ở đây chú ý từ này, từ không thể là, phải không thể là acid acetic. Đấy, tí nữa mắt lé phát nữa. Đấy, phải đọc kỹ bài không phải toi toang. Đây, meo meo không đọc kỹ bài này. Đấy, thấy không? Kết bạn đứa nào comment đúng câu 71. Kết bạn đứa nào comment đúng câu 71 và share video livestream về tường. Về tường 71 IA Trần Khánh Chi. Chi ơi, chi xe chưa? Chi và vẫn chưa xe là thôi, thôi không có kết bạn với chị nữa nha. Chán chị lắm. 71A Nguyễn Thị Minh xem nào. Nguyễn Thị Minh xe chưa nào? Nguyễn Thị Minh xe rồi là kết bạn với Nguyễn Thị Minh ngay này. Nguyễn Thị Minh xe chưa? Nguyễn Thị Minh chưa có xe của chúng mình. À đây, Nguyễn Thị Minh xe của chúng mình lên rồi. Kết bạn với Nguyễn Thị Minh luôn. Ok. Tiếp tục này. Không thể chính xác. Nguyễn Thành Tuấn Kiệt mắt tinh đấy. Cho dãy các chất. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch 24 loãng. Số chất trong dãy tác dụng được với H24 loãng này. Mình có này, bạc là không ăn được H24 loãng bởi vì bạc đứng sau H cộng. Đúng chưa? Na4 là oxit bazơ có ăn. Na2CO3 là muối của gốc axit yếu có ăn. MeOH3 lần là bazơ có ăn. Vậy 1 2 3 cháu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ba cháu nhá. Úi giời 73. 73 xem nào. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện thoại? Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện thoại? À, chú ý này, chúng mình dạy này, điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa này, hai điện cực khác nhau về mặt bản chất, khác nhau về bản chất nhá. Nó có thể là kim loại với kim loại, hoặc nó có thể là kim loại với phi kim, được chưa? Thứ hai là tiếp xúc trực tiếp, trực hoặc gián tiếp với nhau, nhớ nhá, tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Thứ ba là phải ở trong môi trường chất điện ly. Trong môi trường chất điện ly. Nhìn rõ chưa? Vậy là mình có này. Đốt lá nhôm nguyên chất cho bình chứa khí clo. Có nhôm, có clo. Kim loại phi kim tiếp xúc trực tiếp nhưng không có trong môi trường chất điện ly, clo không phải chất điện ly. Bỏ. Magie nguyên chất và HNO3 đặc nóng, chỉ có mỗi cực magie, không còn gì. Bỏ. Cho nó sắt nguyên chất. Sắt nguyên chất chỉ có Fe và Fe24. Bỏ. Thanh thép này. Thanh thép mình có hai điện cực Fe carbon. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp. Thép thì sắt với carbon tiếp xúc ngay trong thanh thép rồi. Không khí ở môi trường chất điện ly. Vậy ăn mòn điện hóa là D. Úi giời, đứa nào comment đúng câu 73 thì D kết bạn luôn. Cubin nhìn thấy này. Nhìn thấy cubin phen cứng này, cubin mà xe lại bề tường là kết bạn cái luôn này. À xe rồi. Cubin xe rồi, cubin inbox chúng mình nhận quà luôn. Nhận quà ngay và luôn nhá, inbox chúng mình nhá. À, Nguyễn Tuấn Kiệt comment đúng này, và vừa nãy còn nhắc cả thầy nữa. Thank you Nguyễn Tuấn Kiệt. Nguyễn Tuấn Kiệt kết bạn rồi. Kết bạn rồi. Nguyễn Tuấn Kiệt inbox cho chúng mình là chưa xe thì không có quà. Nguyễn Thu Trang comment đúng luôn. Nguyễn Thu Trang này, chưa xe, rất tiếc, cho thêm một bạn nữa thôi. Chúng mình vừa nhìn thấy bạn nào, Nguyễn Thị Minh. Nguyễn Thị Minh xe rồi thì là kết bạn ngay. À đấy, kết bạn rồi. Ok, tiếp tục nha. 74 chúng ta đánh dấu lại, tí nữa chúng mình sẽ giải câu 74 với phương pháp quy đổi. Kinh khủng lắm, giải rất nhanh. Câu 74 giải cực nhanh. Được chưa? Tí nữa nha, tí nữa mình qua vòng lại câu 74 xong nha. Mình tiếp sang câu tiếp theo. 75 cũng vậy, tí nữa mình vòng lại. Phương pháp giải cực dị câu 75. 76. Chất X có một số tính chất sao? 76, chất X có một số tính chất sao? Những chất nào là những chất điện ly? Những chất là axit mạnh, bazơ mạnh. Các muối trừ muối của thủy ngân và nước thì là chất điện ly em nhé. Chuẩn bị ôn lại lớp 11. Chất X có một số tính chất sao? Chất X có một số tính chất sao? Tan trong nước, tạo kết tủa dung dịch
BaOH 2 lần. Tất cả bọn này đều tan trong nước. Tạo kết tủa với BaOH 2 lần thì NaOH 0. NaHS4 có S4 2 trừ Ba 2 cộng, S4 2 trừ Ba 2 cộng, CO3 2 trừ Ba 2 cộng. Đấy, bọn này đều có. Tác dụng HCl bọt khí sinh ra. Thằng này không, tác dụng HCl thằng này cũng không. Mà chỉ có anh này tác dụng HCl để tạo thành NaCl cộng với lại CO2 cộng với H2O. Được chưa? Thế vậy là gì? Ok. 77 để lại nhá, tí chiến 77, 77 cũng dễ hợp. 77 dễ hợp, tí chiến 77. 78 điện phân tí có skin xương cá. Được chưa? Mình đang đi cân mấy câu lý thuyết đã. 80 câu lý thuyết cuối cùng cho này. 80 câu lý thuyết cuối cùng. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân etin acetat. Etin acetat là anh CH3COOC2H5. Thủy phân thì mình thu được CH3COOH cộng với lại C2H5OH. Đây là ancol ethylic. Ancol methylic là vứt đi rồi. Ở điều kiện thường tristerin là chất rắn C17H35COO 3 lần C3H5. Chất béo no, chất rắn, chính xác. Triolin phản ứng với nước brom. Đúng, triolin có nó đôi CC mà. Phản ứng nước brom, đúng. Etin format HCOOC2H5 có phản ứng trắng bạc. Đầu HCO trắng bạc, hoàn toàn chính xác. Vậy sai là A. Được chưa? 79 tí có một skin. Đấy, bây giờ mình chữa ngược lại tí, làm mấy câu dễ hơn một chút nha. Xe nhanh về tường nha. Xe nhanh về tường, giờ chúng ta giải câu 77 trước. Giờ chúng ta cân câu 77 trước. 77 này. Giờ chúng mình cân 77 nha, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cân đến 40 câu vật dụng cao chưa? Chấm cái cho nào. Thủy phân hoàn toàn. Bây giờ đứa nào comment là đúng đáp án câu 77 là mày kết bạn luôn này. Agam triglyceridic CXHIO6 thu được glycerol cộng với NaOH ăn 3 NaOH. Natri stearate C17H35COONa. Natri palmitat C10. Câu này quen quen. H31COONa. Và một thằng nữa là C17HI C17HICOONa. Và còn một thằng nữa là C3H8O3. Ui quen thế. Câu này nếu chúng mình không nhầm thì chúng mình chữa rồi. Ở trong cái chuỗi mà live stream ở trong quyển sách hữu cơ của chúng mình là có, đúng không? Ui giời, mà ở trong quyển bộ đề cũng có, mới chữa xong này. Thế thì việc đầu tiên chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon các cháu nhé. Đây này, 3 cộng 17 cộng 15 cộng 17. Và xem x bằng bao nhiêu đây. 3 cộng 17 cộng 15 cộng 17 bằng 52. Đây là nhìn nhá, 3 này cộng 17 này cộng 15 cộng 17 này, 3 này cộng 17 cộng 15 cộng 17. Được chưa? Thì bằng 52. 52 CX bằng 52. Được chưa? Xem hero này, bảo toàn hero này. 8 cộng Y cộng 31 cộng 35. 8 cộng Y này cộng 31 cộng 35 bằng 74 trừ 3 thì còn 71. H71 cộng Y. Nhìn thấy chưa? H71 cộng Y. Đấy nhá. Đốt cháy hoàn toàn A vừa đủ. Đấy, vậy mình có là C52H71 cộng Y O6 đốt cần vừa đủ oxy 1,55 mol thì thu được nước cộng với lại CO2. Nước là chưa biết, CO2 là 1,1. Được chưa? Thế ngay tức bây giờ chúng ta đi bảo toàn là chúng ta tìm được luôn số mol luôn này. 1,1. Sao lại 1,1? Thế thì chắc ở đây chúng mình nhầm rồi. Nhầm một cái gì đó. À chết. Đây quên này. 17 cộng 3 cộng 15 cộng 17 quên chứ cộng thêm 1, 2, 3 carbon này nữa. Thì chỗ này là C55. Đấy, mắt lé nó khổ thế đấy các cháu ạ. C55 nhá. C55 nhá. Vậy mình có 1,1 chia 55 này. 1,1 chia 55, 1,1 chia 55 bằng 0,02. 0,02. 71 cộng Y chứ. Đây là cộng Y ở đây mà em. 71 cộng Y, chỗ này là xóa đi. 71 cộng Y. Được chưa? 0,02. Vậy thì 1,1 agam thu được glycerol dung dịch chứa một hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn agam thì cần vừa đủ. Rồi. Rồi, vậy bây giờ chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình tìm được số mol nước, đúng không?
Đâu? Không phải là 71 trừ y đâu nghĩa thắng ạ. À. Đây nhá thầy cộng này, y cộng 8 cộng 31 cộng 35 trừ 3 thì phải là 71 cộng y. Được chưa? Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy mình có này, 0,2 nhân 6 cộng 1,55 nhân 2 thì bằng số mol nước là 1 nhân số mol nước cộng 1,1 nhân 2. Vậy đây mình tìm được số mol nước. 0,02 nhân 6 cộng 1,55 nhân 2 trừ 1,1 nhân 2 bằng 1,02. Số mol nước bằng 1,02. Thế đề bài hỏi cái gì đấy? Đề bài hỏi giá trị của y. Ui dễ ợt. Đề bài hỏi giá trị của y. Vậy mình có bảo toàn hydro. Bảo toàn hydro mình có này, 0,02 nhân 71 cộng y. Nhân 71 cộng y thì bằng 1,02 nhân 2. Vậy đến đây mình tìm được y luôn nhỉ? 1,02 nhân 2, 1,02 nhân 2 trừ đi 0,02 nhân 71 bằng. Từ từ. Đây 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 đây, quên mất chưa mà đóng mở ngoặc. Nhỏ thế. Đây chia. 1,02 nhân 2 chia 2 rồi trừ đi 71 bằng 31. Y bằng 31. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng đáp án D. Rồi kết bạn nào. Bây giờ đi kết bạn với mấy đứa comment đúng xem nào. À, Nguyễn Thị Minh comment đúng, Nguyễn Thị Minh share video live stream rồi đúng không? Nguyễn Thị Minh share rồi inbox chúng mình nhận quà nhá, inbox chúng mình nhận quà này. Xem nào, Nghĩa Thắng, Trần Khánh Chi này share lại về tường chưa nào? Share lại về tường rồi này, kết bạn phát Trần Khánh Chi này, thêm một đứa nữa thôi, thêm một đứa nữa. Đậu Huyền này, Đậu Huyền share về tường chưa này, kết bạn luôn này. Đậu Huyền chưa share rất tiếc, chào tạm biệt Đậu Huyền này. Nghĩa Thắng xe chưa này, Nghĩa Thắng mà xe rồi là kết bạn ngay với Nghĩa Thắng này. Nghĩa Thắng xe rồi inbox cho chúng mình để nhận quà nhé Nghĩa Thắng nha. Nào tiếp tục, tiếp tục xe nào. Bây giờ mình phải giải mấy câu dễ dễ trước. Các em có hiểu câu này không? Ngon quá còn gì nữa. Những câu nào chúng mình đánh dấu thì chúng mình quên mất rồi. À đây, câu 66 như chúng mình đã hứa. Bây giờ là một skin kinh khủng. Câu 66, bao nhiêu cháu muốn chiêm ngưỡng skin kinh khủng của chúng mình chấm cái. Câu 66 chúng mình giải hai cách. Trong đấy một cách đầu tiên là cách skin siêu khủng. Chấm cái để chúng mình phô cho chúng ta nhìn skin siêu khủng nào. Chấm cái xe lại về tường nhá. Chấm cái xe lại về tường chúng mình sẽ cho chúng ta nhìn thấy skin kinh khủng. Skin bếm ẩn make by mình Mielin. Đấy sợ. Skin bếm ẩn make by mình Mielin. 66 nhá. Nhìn lại. Hỗn hợp X gồm CH4 này, ethylene là C2H4 này, propin C3H4 này, vinyl acetylene C4H4 này. Được chưa? Và amon hydro này. Đặt cháu này là X, Y, Z, T. Skin cực kỳ kinh khủng. Nhìn kỹ nhá, không há hốc mồm đấy. Thu được 0,24 mol hỗn hợp Y gồm các hydrocarbon. Y này gồm các hydrocarbon, hydrocarbon. Điều này chứng tỏ là hydro hết, đúng chưa? Tương đương với lại là hydro hết. Hỗn hợp tỷ khối của y so với hydro là 14,5. Di so hydro bằng 14,5. Và từ cái dữ kiện là mình suy được phân tử khối của y thì bằng 14,5 nhân với 2 thì bằng 29 nha. Chưa ngủ gì sớm. Biết 0,24 mol y phản ứng tối đa với brom 0,12. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. À, vậy bây giờ đề bài hỏi giá trị của A. 1 ẩn 2 ẩn 3 ẩn 4 ẩn 5 ẩn. Đúng không? Có 5 ẩn. Một dữ kiện, hai dữ kiện, ba dữ kiện, nhìn thấy không? Ba dữ kiện, 5 ẩn. Ba dữ kiện thì chỉ cần ba dữ kiện thì chỉ được có 3 ẩn thôi. Thế nhưng đây tận 5 ẩn thì không thể giải được. Vậy mình phải gạch đi để làm sao cho số ẩn bằng số dữ kiện. Chú ý mình không thể gạch hero được. Bởi vì ở đây là hero là một cái thằng để mình đi tìm. Gạch thằng này thì coi như biến mất hero. Vậy trong bốn thằng này mình chọn phứa. Em thích chọn thằng nào em gạch cũng được. Nhìn nhá, non này. Vậy chúng mình được quyền gạch hai. Bởi vì ba dữ kiện thì phải còn lại 3 ẩn. Vậy được gạch hai. Biến mất. Được chưa? Thế giờ nhìn này, nhìn này. Đầu tiên nhá,
Y là hydro carbon này, hydro hết. Vậy mình có này, số mol của hydro carbon thì được bảo toàn. Có nghĩa là số mol hydro carbon bảo toàn. Vậy mình có là tổng số mol của bọn này cũng bằng 0,24. Vậy mình được x cộng y bằng 0,24. Một cháo. Cháo thứ hai này, bây giờ chúng mình đi bảo toàn khối lượng. Có phải đây là nung trong bình kín không? Thì khối lượng của các chất tham gia phản ứng cũng chính bằng khối lượng của các chất sản phẩm. Vậy mình có này, 16x 16x cộng với 28y cộng với lại 2a thì bằng, đây mình có khối số mol là 0,24 nhân với phân tử khối là 29. Được chưa? Bây giờ cháu cuối cùng là cháu bảo toàn liên kết pi. Mình có này, CH4 thì không cộng với hiro. Đúng không? Và CH4 thì không có pi nào. Số mol pi ban đầu là C2H4 là chỉ có một pi. Đây C2H4 này. CH4 một pi thì em một hydro, đúng chưa? Tiếp tục này, mình có này, cộng với hydro này thì chắc chắn là vẫn còn dư pi thì mới cộng với brom. Vậy mình bảo toàn liên kết pi thì mình có này, y thì bằng a cộng 0,12. Đấy nha, skin cực kinh nhá. Này tất cả các mắt lé chú ý nhìn chú mình bấm máy tính này, vèo ra đáp án một bằng, sorry chết nhầm, bấm nhầm hệ, một ba một bằng một bằng 0 bằng 0,24 bằng 16 bằng 28 bằng 2 bằng 0,24 nhân với 29 bằng 0 bằng 1 bằng trừ 1 bằng 0,12 bằng x bằng 0. Ảo diệu chưa? Y bằng 0,24. Ảo diệu chưa? Và a bằng 0,12. Nhìn không? 0,12. Kinh nhờ, đáp án đúng. B bỏ. Skin này của chú Minh luôn luôn giải được một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Luôn luôn giải được một câu xoắn quẩy trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Nếu thấy hay chấm cái. Nếu thấy hay chấm cái, đã được thông não não ngày buổi tối ngày hôm nay. Đứa nào đã được thông não buổi tối ngày hôm nay chấm cái. Xe nhanh video livestream về tường nhá, xe mải nhá. Skin này đã được phô ra thì ngay lập tức chốc nữa là sẽ ẩn ngay. Sẽ không còn có ở trên tường của chú Minh Berlin đâu. Được chưa? Ok, thế bao nhiêu đứa mà muốn xem cách mà mọi người giải? Chú Minh còn một cách giải nhanh nữa với câu 66 này. Muốn xem không? Chúng ta còn một cách giải nhanh nữa của câu 66. Nếu các em tinh ý anh này là H4, 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 H4. Vậy đặt thằng này là CX, H4. Được chưa? Thế chú Minh bảo này, CH4 thì không pi, C2H4 thì 1 pi, C3H4 thì 2 pi. Vậy CXH4 thì sẽ có x trừ 1 pi. Đúng không? 1 carbon 0 pi, 2 carbon 1 pi. Là giờ mới biết kiểu này, đúng chưa? Hế, là kinh khủng. Bây giờ cách 2 đây. Nhìn cách 2 nhá. Cách 2 dã man nữa. Cách 2 cần phải mắt tinh ý. Vậy CXH4 thì có số liên kết pi là x trừ 1. Được chưa? Vẫn bảo toàn tổng số mol của hydrocarbon như vừa nãy. Thì mình có là CXH4 này của chúng ta thì số mol của nó là bằng 0,24. Cộng với lại hydro amon để thu được y cộng với lại brom là 0,12. Được chưa? Thế thì mình có này. Mình có đầu tiên là cái bảo toàn về khối lượng. Đầu tiên là bảo toàn liên kết pi. Bảo toàn liên kết pi của phần này thì chúng ta có này, 0,24 nhân với x trừ 1 là tổng số mol liên kết pi ban đầu. Có phải khi cộng với hydro với cộng với brom thì tất cả liên kết pi bị phá vỡ không? Bạn nào chưa hiểu liên kết pi nhé. Có phải sau khi cộng hydro vẫn còn một ít pi ở trong y, nhưng mà pi ở trong y bị phá vỡ hết bởi brom. Vì vậy nên là sau khi cộng với brom là không còn pi nào. Vì vậy nên là pi ban đầu sẽ bằng pi bị phá vỡ bởi hydro và brom. Rất may hydro ăn một pi và brom ăn một pi. Là chính bằng số mol của hydro cộng brom luôn. Một phương trình. Phương trình thứ hai bảo toàn khối lượng. Có phải khối lượng của CXH4 với H2 chính bằng 0,24 nhân với 29 không? 0,24 nhân với x nhân 12 cộng với 4 cộng với 2a thì bằng 0,24 nhân 29. Được chưa? Đến đây mình giải đặt ẩn giả hệ là ra. Được chưa? Thì hoàn toàn chúng ta giải cái này chúng ta cũng tìm được a bằng 0,12. Đấy nhá. Kinh không? Dã man không? Chú Minh cho chúng ta tận 2 skin dã man kinh điển. Em thích cái giải kiểu nào cũng được, đều nhanh như nhau hết. Được chưa?
Chúng mình thì chúng mình bản thân chúng mình thích cái phương pháp này hơn, đếm mặt, bởi vì nó của chúng mình. Nào, mình sang cái câu 68 nha. Mình sang câu 68 nha. Mình sang cái câu số 68 nha cả nhà nha. Cả nhà sẵn sàng sang câu 68 chưa? Đứa nào mà sẵn sàng sang câu 68 rồi thì chấm cái để chúng mình biết cái nào. Câu 68 nào. Đây, nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ vào câu 68 này. X1, X2 ăn HCl, ăn HCl đều ra NaCl, vì vậy nên suy ra X1 và X2 là muối của natri. X1 và X2 là muối của natri. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào? Tiếp tục này. Tiếp tục này, X1 và X2 như đề bài nói này, X1 và X2 đều có hai nguyên tử carbon, đều có hai nguyên tử carbon. Trong phân tử, thế thì chúng mình dự đoán luôn X1 là CH3COONa, mạn phép vậy. Cùng carbon mà X1 lại nhỏ hơn X2. Thế thì X2 chúng ta khó đấy, đúng không? X2 chúng ta bây giờ phải dự đoán mò thôi. Đúng chưa? Đấy. Chưa làm ăn được gì nhá. X1 với X2 cùng hai nguyên tử carbon này. Thế thì đây là mỗi chất là X1, X2 là có hai carbon. X1 có hai carbon. X2 có hai carbon. Mà chất X là C6 H10 O4. Vì vậy X3 này, 6 này, trừ 2 trừ 2, X3 có hai carbon. X3 có hai carbon. Đúng chưa? Thế thì thằng này là este này, este 2 trước rồi. Đúng chưa? Đây này, một thằng O4 mà lại ăn hai là AH, vậy là este 2 trước. Thế thì tạo ra một axit đơn chức và thằng còn lại cũng phải là axit đơn chức nữa. Vậy thằng còn lại nó phải có dạng là COO cũng Na. Cũng phải có một carbon. Đúng chưa? Nhưng mà còn đầu này cắm cái gì thì không biết, bởi vì nếu không nó bị trùng mất. Được chưa? Thế thì chắc chắn là X3 này phải là ancol, ancol mà có hai carbon. Nhá, ancol mà có hai carbon. Đấy. Thế từ từ bây giờ mình nhìn. Ancol mà có hai carbon. Thế bây giờ chúng ta nhìn tiếp này, bởi vì có cùng hai carbon nên vì vậy nên chúng ta thử xem thằng X là thằng nào này. Thằng X chúng ta sẽ là thằng này. Xem nhá, thử viết nhá, C6H10O4. C6H10O4 thì no. Đầu CH3 này, CH3COO này. C phải nối lại với nhau. CH2COO. Đúng không? Đây này, X1 này. X2 này. Đúng chưa? Vậy là thằng X3 có hai carbon, C2H5. Vậy để thằng X. À vậy thì với thằng X như này thì ngay tức mình suy ra được luôn thằng X2 là CH2OH. Đây là X2. Được chưa? Nhìn thấy X2 chưa? Vậy X3. X3 chúng ta chắc chắn là CH5OH. X3 C2H5OH. Bởi vì X3 ăn COO tạo thành X6 cộng COO mà. Nhìn rõ chưa? Vậy này, mình nhìn các đáp án này. À, phát biểu nào sau đây là sai? X2 có 2 nguyên tử oxy. X2 đây. 1, 2, 3. Sai. X5 là hợp chất hữu cơ tạp chức. X5 cộng HCl đúng là tạp chức thật. X6 là anhít acetic. Đúng rồi, tại vì là C2H5OH mang COO thì tạo thành CH3CHO. Đúng là anhít acetic thật. Phân tử khối của X4 là 60. X4 đây thì nó tạo thành CH3COH, đúng là 60 thật. Vậy là sai là A. Nhớ chưa? Kinh khủng không? Dã man chưa? Kinh điển chưa? Đấy, câu 68 nhá, đáp án đúng đáp án A. À. Đấy, cứ giải theo chúng mình là kiểu gì cũng đến đường vinh quang hết. Những câu siêu khó giải theo cách cực nhanh. Mình sang tiếp câu 69. Úi dồi, nhìn 69. Nhìn 69 xem có bị toang không nào. Nhìn 69 xem có bị toang không nào. 69 nha, nhìn kỹ nha, xe nhanh lại về tường nha, tag các bạn vào trong video livestream nha. Sang câu 69 này. 69 chúng mình giải rồi. Nhìn kỹ nha. Ở đầu tiên chúng mình tổng hợp cho chúng ta nhìn nhá. À, dẫn từ từ đến dư khí CO2, câu này câu sơ đồ hình vẽ này rất hay thi. CO2 vào BaOH 2 lần. Được chưa? Thế thì ở ngay cái điểm đỉnh cao nhất này. Ở ngay cái điểm đỉnh cao nhất là bao nhiêu CO2 vào thì bấy nhiêu kết tủa. Đây là kết tủa hết. Kết tủa mắc. Và số mol kết tủa thì chính bằng số mol CO2. Thế thì đây dẫn CO2 X là gì? Dư khí CO2 BaOH lần phụ thuộc khối lượng kết tủa Y gam. Y là theo đơn vị gam rồi.
x lít, ui x theo đơn vị lít. Vậy là ngay tức mình tìm được số mol CO2. Ở đây nó sẽ bằng là A cộng B chia 2,4. A cộng B chia 22,4. Vậy số mol kết tủa Max là A cộng B chia 22,4 nhân 197 thì bằng 4m. 4m đây. Được chưa? Thế dưới là 2m. 2m thì mình tìm được số mol CO2 thì bằng A cộng với 3,36 chia 22,4. Vậy là bằng A chia 22,4 cộng với 3,36 chia 2,4. Nhìn kỹ nhá. 3,36 chia 2,4 thì bằng 0,15. À vậy ở đây mình có 2m. Đây 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 đây. 2m. Vậy thì mình có là ở vị trí 2m. Từ từ giải 3m đã cho dễ. Ở vị trí 2m mình tồn tại cả thằng BaCO3 và BaHCO3 hai lần. Đúng chưa? Đấy tồn tại cả hai này nữa. Thế thì ở vị trí 3m đã. 3m thì mình có số mol CO2 bằng A chia cho 2,4. Được chưa? Thì có phải ở vị trí này thì tất cả chui hết vào kết tủa BaCO3 không? Vậy tại vị trí này thì số mol kết tủa là A chia 2,4 luôn không? Đúng chưa? Đây tại vị trí này thì số mol kết tủa BaCO3 bằng 2,4. Vậy 3m sẽ bằng là A chia 22,4 nhân 197. Được chưa? Thì bằng 3m. Vậy mình có này. Mình có đây này. 4m thì bằng A cộng 2,4 chia với 197. Đây nhá. Chúng mình tách ra đây nhá. 4m thì bằng A cộng B chia 22,4 nhân 197. 3m thì bằng A chia 22,4 nhân 197. Nhìn thấy không? Thế là chia tử mẫu đi. Thì m hết. 197, 197 hết. 2,4, 2,4 hết. Đúng chưa? Vậy là mình có là 4 phần 3 thì bằng A cộng B phần A. Vậy suy ra mình có 4A bằng 3A cộng 3B. Suy ra A bằng 3B. Được chưa? A bằng 3B vất lên đây. Được chưa? Dễ hiểu chưa? Vậy ở đây mình tìm được luôn nhé. Mình tìm được luôn nhé. A bằng 3B, vậy mình thế được luôn. Mình thế được luôn, vậy suy ra 4M này thì bằng này. 3B, thế luôn 3B vào đây, vậy là 3B là 4B. 4M bằng 4B chia 22,4 nhân 197. Được chưa? 4M, vậy suy ra M. Suy ra được M luôn. 4M bằng 4B chia 2,4 nhân 197, vậy suy ra M thì bằng là B chia 22,4 nhân 197. Đúng chưa? M bằng B chia 2,4 nhân 197. Vậy bây giờ mình có này. Anh này là A. A thì bằng 3B. Vậy là bằng 3B chia 22,4 cộng 0,15. Số mol kết tủa bằng 2M. 2M thì bằng một nửa của 4M. Vậy là chỉ còn là 2B chia 22,4 nhân 197. Đến đây mình bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon này. Mình có này. À, số mol CO2 đây bằng là 3B chia 2,4 cộng 0,15. Được chưa? Thế mà ở đây là có một thằng ở đây. Một thằng carbon đây. Vậy mình có này. Đây nhé, chúng mình ghi lại nhé. Số mol CO2 này thì là bằng 3B. Ghi ở đây cho chúng ta nhìn. Số mol CO2 đây bằng 3B chia 22,4 cộng 0,15 nhé. Cộng vào BaOH 2 lần này. BaOH 2 lần. Thôi chúng mình lấy luôn số mol Ba luôn. Chẳng cần bảo toàn carbon nữa. Thôi bảo toàn carbon được. Để tạo thành cho chúng ta sẽ nhìn. BaCO3 trên này là 2B chia 22,4 nhân 197. Vậy cuối này là BaHCO3 2 lần. Được chưa? Thì chúng ta chú ý này. 3B chia 2,4 chia 0,15 trừ đi 2B chia 2,4 nhân 197. Chỗ này đều phải nhân 197 nhé. Chỗ này là số mol. Số mol thì bỏ nhân 197 đi. 3B chia 2,4 cộng 0,15 trừ đi 2B chia 22,4 thì là còn B chia 22,4 cộng 0,15. Chú ý ở đây có 2 phải chia cho 2. Nhìn chưa? Vậy bảo toàn bari. Bảo toàn bari nữa là xong. Đúng không? Vậy bảo toàn bari này. Vậy mình có này.
Bari ở đây thì là bằng bao nhiêu nhỉ? 2b chia 2,4 cộng với b chia 2,4 nhân 0,15 chia 2 là 0,5b, 2b cộng 0,5b. 2b cộng với 0,5b. Thế đến đây mình tìm được b đấy. Đúng không? Đến đây mình tìm được b. Đúng chưa? Hay từ từ, đây là đến đây là mình tìm được m này. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m. Giá trị của m thì mình chỉ cần tìm được b thôi. Thế thì đến đây mình đi bảo toàn Paris là mình tìm được b. Paris ở đây của chúng ta vừa nãy là a bằng 3b rồi. Bây giờ mình giải b thôi. Mình có đây đầu này. BaCO3 là 4b chia 2,4. Bảo toàn Paris anh này là 4b chia 2,4. Được chưa? Vậy suy ra bảo toàn Paris mình có này. 4b chia 22,4 thì bằng 2b chia 22,4 cộng với 0,5b chia 22,4 cộng 0,15. Chỗ này là 2,5b. Vậy 4b trừ đi 2,5b, 4 trừ 2,5 bằng 1,5b. 1,5b chia 22,4 thì bằng 0,15. 0,15, 0,15 mà nhân với 2,4 bằng chia 1,5 bằng 2,24. B bằng 2,24. Suy ra B bằng 2,24. B bằng 2,24. Vậy A bằng 2,24 nhân 3 bằng 6,72. A bằng 6,2, B bằng 3,24. Hoặc tìm cái khối lượng kết tủa của M. Thế vậy mình có này. Đây là 4M thì bằng này. Vậy mình có 4B. 4 nhân với lại 2,24, 4 nhân 2,24 bằng này. Chia cho 2,4 này bằng này, nhân 197 bằng này. 78 78 chia cho 4 bằng. Chỗ này chúng mình tính nhầm, sao bằng 19,7 nhỉ? Lỗi 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 lỗi. Hình như chỗ này chúng mình tính nhầm cái B. 4 trừ đi 2,5, 4 trừ 2,5 bằng 1,5. 1,5 mà bằng 0,15 chia cho 2. 0,15 này chỗ này phải chia cho 2, quên mất. Chia cho 2. Sorry cả nhà. B bằng 1,12. B bằng 1,12. B bằng 1,12 nhá. Vậy là 4B sẽ là bằng 4 nhân với 4. 4 nhân với 1,12 chia 2,4 bằng nhân 197 bằng chia 4 bằng 9,85. Nhìn chưa? Vậy khối lượng chúng ta bằng 9,85. Gì? Xong 69. Kinh tế khủng chưa? Đây những câu nhận định vận dụng cực cao rồi. Đây là những câu vận dụng cực cao 74 phương pháp quy đổi. Đợi tí nữa nha. Tí nữa mình quay trở lại giải 74 nha. Bài gắt phết. Ok. Tí nữa quay trở lại giải 74. Mình đi tìm câu điện phân mình cân đã. Mình đi tìm câu điện phân mình cân câu điện phân đã. Mình cân câu 77 rồi. Mình cân câu điện phân mình cân câu 79 nha. Cân câu điện phân trước. Chúng mình thích thích giải điện phân cực. Nên chúng mình toàn đi chọn điện phân chúng mình giải rồi. Nào, câu 78 á. 78. Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm. Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm NaCl này, CuS số 4 này bằng điện cực trơ. Điện phân bằng điện cực trơ mà ngăn sốt cường độ dòng điện không đổi. Đây. Tg thì cathode. Cathode Na cộng không bị điện phân, đồng hai cộng bị điện phân. Đồng hai cộng biến thành đồng. Được chưa? Giờ tăng 10,24 gam. Mà hai tây dây đáng nhẽ phải tăng gấp đôi nhưng mà đây chỉ tăng một phần. Vậy ở đây ở thời gian tây dây là chỉ có đồng hai cộng bị điện phân. Tăng 10,24 gam chính là khối lượng của đồng. 10,24 chia 64 bằng 0,16 mol. Vậy ngay lập tức chúng ta tìm được số mol trao đổi luôn. Số mol trao đổi bằng đồng trao đổi 2E. 2 nhân 0,16 thì bằng 0,32. Được chưa? Anode nơi anion đến. Cl trừ biến thành Cl2 chắc chắn. Mình chưa biết là có sự điện phân của nước hay không nên mình cứ để yên ạ. Mình chưa biết bởi đề bài nó là đây đề bài nó này, hỗn hợp khí vậy chắc chắn anode thu hỗn hợp khí vậy chắc chắn là có sự điện phân nước. Oxy. Được chưa? Và tổng số mol của clo và oxy thì bằng 0,1. 0,1. Vậy đặt thằng này là A, đặt thằng này là B
mình sẽ có này, hệ phương trình đầu tiên này là a cộng b thì bằng 0,1 đúng không? Phương trình thứ hai là bài toán e, cl trừ về cl0, 1 nhân 2 là 2e, 2a cộng với ô trừ 2 về ô0, 2 nhân 2 phải là 4b thì bằng 0,32. Vậy đến đây chúng ta tìm được AB. Đến đây chúng ta tìm được AB. A bằng 1 bằng 1 bằng 0,1 bằng 2 bằng 4 bằng 0,32 bằng A bằng 0,04, B bằng 0,06. 0,04, 0,06. Được chưa? Vậy này, 0,04, 0,06. Vậy bảo toàn cờ lo luôn, 0,04 nhân 2, 0,08. Được chưa? Giờ sang 2T giây. 2T giây. 2T giây thì dẫn đến số mole trao đổi lần này gấp đôi. Sẽ gấp đôi lần 1 là 0,32 nhân 2 bằng 0,64. Được chưa? Được chưa? Thế ở đây ta lại có này, catốt đồng 2 cộng biến thành đồng, và lúc này thì chắc chắn là gì? Nước bị điện phân tạo thành hydro rồi. Khối lượng catốt tăng 15,36 chính là khối lượng của đồng. 15,36 chia 64. Đồng ra hết 0,24. Vậy lúc này đồng bị điện phân hết, chỗ này là 0,24 mol đồng. Vậy hoàn toàn mình tìm được hydro nhé. 0,64 trừ 0,24 nhân 2. 0,16 chia 2 ra số mol hydro 0,08. Bên đằng này thì vẫn là Cl trừ biến thành Cl2 với là 0,04 rồi. Và ta tìm được số mol của oxy luôn. Số mol trao đổi 0,64 trừ đi 0,04 này phải nhân 2. Oxy trao đổi 4 vừa nãy chứng minh xong, 0,14. Được chưa? Giờ xem cái nhận định này. Khi ở anode thu được V lít hỗn hợp khí, đây, thì cathode thu được 1,792 lít khí. Xem nào, 0,08 x 1,792. Nhầm, 0,08 x 2,4 chứ, tội. 1,792 đúng, một đúng. Giá trị của V là 0,14 cộng 0,04 nhân 2,4. 4,032 lít, đúng. Hai nhận định đúng rồi. Kinh không? Ôi bài này phê tít thò lò luôn. Giá trị của M là cái gì? M gam hỗn hợp. Đây, giá trị của M là, nhìn xem nhá. 0,08 nhân với đây là M này. Màu đơn 23 cộng 35,5 cộng với 0,24 nhân màu đơn 64 cộng 32 cộng 16 nhân 4. 43,08, đúng, 3 đúng. 43,08, 3 đúng. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 3,6 gam nhôm kim loại. Xem nào, dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 3,6 gam nhôm kim loại. Đây, thằng này ăn với lại 2OH trừ thì này là 0,16. Thằng này ăn 4H cộng 0,14 nhân 4 0,56. Vậy suy ra H cộng còn dư. H cộng với OH trừ thì H cộng dư 0,56 trừ 0,16 0,4. Vậy là H cộng còn dư là 0,4. 0,4 mol H cộng à? 0,4 mol H cộng thì mình có là nhôm, thì ăn 3H cộng cơ. Đúng chưa? Vậy suy ra được số mol nhôm bằng 0,4 nhân 1 chia 3. Ra khối lượng nhôm nhân 27. 3,6 đúng. Vậy số kết luận là cả bốn kết luận đều đúng các em nhé. Đáp án đúng, đáp án D, Chuẩn Huyền đúng, chính xác. Nguyên Lê đúng, chính xác. Chuẩn luôn. 79 á. 79, cần 79 nha. 79 này còn hay nữa. Phương pháp quy đổi. Dã man còn ngàn luôn. Xem mình còn mấy câu nào.